Nhị Đà Phật A Nhị Đà Phật A Nhị Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 27 tháng 4 2019 âm lịch Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 59 Hôm qua chúng ta đọc công đoạn của đại sư Vệ Viễn khi ở Lô Sơn tu hành mười mấy năm thì ngài đã thấy thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà ba lần mà ngài không bao giờ nói với ai biết cả đến khi ngài còn một tuần lễ nữa giảng sanh thì lúc đó ngài mới tập trung tất cả đồ chúng quy tụ về thì ngài mới nói là thời gian ngài tu hành đã thấy thế giới cực lạc như thế nào và đồ chúng hỏi ngài thế giới cực lạc như thế nào thì ngài nói là giống như trong kinh vô lượng thọ Phật dạy để lại tính tâm cho người đời sau mà chúng ta đặt niềm tin với không thịnh độ chỗ tin của chúng ta nó có những điểm để mà chúng ta nhận thức để dựa vào tin không phải tùy tiện tin chúng ta tin vào lời chư tổ dạy chư tổ là chư phật bồ tát thì hiện những đức nghe lời giảng đại lão hòa thượng tịnh không thường nhắc nhiều về cái câu nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài chỗ này là chỗ quan trọng lắm nếu câu này nói về người thế gian muốn thành tựu thì từ khi đi học còn nhỏ đã có chí hướng học tập có mục tiêu những đức hướng dẫn lớp đạo làm con những đức thường nói rằng các con đang đi học mỗi cháu đang chọn ngành nào nhưng khi các con chọn một cái ngành nào đó Thì các con phải suy nghĩ rằng cái ngành này giúp ích được cho mọi người hay là để kiếm tiền nhiều Những đứa coi qua lịch sử Phạm Trọng Im Gia đạo của ông Hưng Thịnh một ngàn năm Được ấn tổ tán tháng Tấm gương của Phạm Trọng Im như thế nào Mà gia đạo ông có thể Hưng Thịnh một ngàn năm Quý vị nghe nè Phạm Trọng Im từ khi còn nhỏ Ông đến gặp một vị coi sách số Ông vừa gặp vị coi sách số thì ông nói rằng Đây là lúc ông còn nhỏ đó Ông nhìn tôi coi sau này tôi có thể làm tể tướng được không? Thì cái vị sách số này nói rằng chưa từng thấy một đứa nhỏ nào mà có khuyết khách như thế này Vừa gặp mặt hỏi có thể làm tẩy tướng hay không Thì câu sau Phạm Trọng Yêm nói lại Như vậy thì ông coi tôi có thể làm thầy thuốc được hay không Thì cái vị coi sách số này nói rằng Sao kỳ như vậy Hai ý tưởng khác và lạ như vậy Mới vừa đầu tiên thì nói là tể tướng Câu sau nói là thầy thuốc là sao Thì Phạm Trọng Im lúc còn nhỏ nói rằng Nếu là làm quan thì phải làm tể tướng Là một vị tể tướng tốt mới giúp được cho dân cho nước Chức phận có quyền hành Và có đạo đức để thương mọi người giúp mọi người được Còn nếu không làm được tể tướng thì làm thầy thuốc làm thầy thước giỏi để cứu người còn nhỏ đã có chí nguyện như vậy thì cái vị coi sách số này nói hiếm có đứa bé nhỏ nào còn nhỏ mà có được cái tâm thiện như vậy có ý nghĩ như vậy còn chắc chắn sau này làm tệ tướng thật sự phạm trọng im là tệ tướng ông là một vị tệ tướng tốt Ông làm quan bổng lộc của triều đình ban cho ông Ông đều nuôi tất cả những người cơ nhở 300 hộ gia đình Và ông dạy con ông có đạo nghĩa, có đạo đức Không có nặng đồng tiền Gia đạo của Phạm Trọng Im có giáo dục Hưng thịnh một ngàn năm người thời đại hôm nay quý vị coi gia đạo chúng ta giàu được bao lâu chưa được bao lâu là sạc nghiệp rồi nhìn gia đạo này giàu có chúng ta nhìn con cháu họ thì chúng ta biết gia đạo chừng nào sạc nghiệp người có góc độ nhìn chỉ cần nhìn chỗ này là biết liền hành vi của cha mẹ giàu mà nghinh ngang ngã mạng kiêu ngạo không thương người nghèo là điều thứ nhất hành vi của con thì chửi mắng người làm xem người nghèo như cỏ rác xem người làm công không ra gì hai chỗ này chúng ta có thể đón được gia đạo này hưng thịnh không được bao lâu thì tàn nát gia đạo của phạm trọng Yêm hưng thịnh một ngàn năm là do gì ông cha có đạo đức truyền nói từng đơ cho con cháu con cháu học theo nền đạo đức này nên gia đạo của Phạm Trọng Yêm không phải là để của lại cho con Mà là để một nền giáo dục lại cho con cháu từng đời Nên gia đạo ông Hưng Thịnh một ngàn năm Chúng ta phải công nhận lịch sử ghi chép lại là điểm này Chứ không phải là gia đạo Phạm Trọng Yêm Để dàn bạc lại cho con cháu mà Hưng Thịnh Mà là để một kho tàng trí tuệ Một nền giáo dục lành mạnh cho con cháu Nhưng đặc biệt thay là con cháu của Phạm Trọng Yêm nhờ ngay tổ tiên có đức Nên chiêu cảm vào nhà ông từng đơ là con cháu có đức, có chiến nguyện Từ nơi đó kết hợp nhiều mảng gia đạo của ông hưng thịnh một ngàn năm Cũng như ông ngoại của Ngài Khổng Lão Phu Tử Vì sao đem con gái gả cho cha của Khổng Lão Phu Tử vì nhìn dòng họ của khổng lão phu tử Ba đời tích đực Ông ngoại của khổng lão phu tử biết được rằng Gia đạo này sẽ có thánh nhân ra đời Nên đem con gái gả cho cha ngài khổng tử Cha ngài khổng tử đã có vợ rồi Nhưng thời xưa người làm quan thường có nhiều vợ Đem con gái gả cho cha ngài khổng tử Thật sự Ông đã có góc độ nhìn Thánh nhân ra đời là Ngài Khổng Tử Vì thấy gia đạo ba đời tích đực Người hôm nay chỉ nhìn được cái nhà đã giàu Là muốn đem con gái để vào nhà đó Nhưng không biết được gia đạo đã bại hoại Sắp sửa si tàn Không có góc độ nhìn Đem con gái bỏ vào nhà đó Là để vào cái khổ vì không có góc độ nhìn Người xưa người ta nhìn gia đạo này không giàu Nhưng người ta nhìn gia đạo này tích đức Gia đạo này tích đức Những đức nói chuyện với anh em Những đức thường đặt nhiều câu nói Những đức nói Anh em nhìn căn nhà kia Năm tầng lầu rất đẹp Người ta đều nhìn Năm tầng lầu nhà rất đẹp nhưng người ta quên nhìn cái nhà này mọc lên năm tầng. Chỗ nào là chỗ chịu năm tầng? Là cái móng nhà chịu năm tầng. Như vậy thì cái nhà đẹp hay cái móng đẹp? Chúng ta là người trí nên chọn cái móng đẹp. Cái móng đẹp thì mới chịu được năm tầng. Còn nếu cái móng yếu thì nhất định năm tầng sẽ tan nát cái nền móng là chỗ quan trọng Chúng ta nhìn một ngọn núi thiệt cao Chúng ta chỉ biết được ngọn núi này Rất là hùng vĩ Đi vào trong ngọn núi đó Bao nhiêu là cảnh vật rất đẹp Đi lên càng cao thì thấy càng đẹp Nhưng không ai biết được rằng ngọn núi cao này Chỗ chịu là ở đâu Là đắc thập nền móng của đất rất chắc mới chịu được núi cao như vậy nếu nền móng của đất không chắc thì chắc chắn núi này sạt nêu lên hai công đoạn này thì chúng ta quy về con người như vậy thì con người nền móng lót để lập thân hành đạo là ngay chỗ nào hiếu đạo sư đạo hai chỗ này nếu không có được chút nào thì chắc chắn con người này cũng như cái nhà cao mà không có móng, cũng như núi cao mà không có đắc chịu. Phải nhớ. Nên lớp học chúng ta hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô, những đức nói rằng học suốt cuộc đời. Vì sao? Vì suốt cuộc đời làm cũng chưa xong. Suốt cuộc đời làm không xong. Chúng ta hôm nay là bỏ chỗ này nên mất gốc không thể nào bồi dưỡng được cái môn nào thành công cả không bao giờ bồi dưỡng được cái môn nào thành công hết trong đệ tử quy dạy phận làm con đạo đức khuyết cha mẹ buồn nếu người con này hiếu thảo làm sao dám để đạo đức mình khuyết vì sợ cha mẹ buồn từ ngay chỗ này đứa con này sẽ vang danh thiên hạ vì sao vì luôn luôn nhìn lại chính mình để soi xét chính mình Sợ đạo đức mình viết cha mẹ buồn Còn nếu chúng ta không lót nền móng của hiếu đạo sư đạo Thì chắc chắn là tùy tiện không cần quan tâm Thì hư hỏng tùy tiện Từ nơi đó chúng ta sẽ không thành công được cái môn nào hết Phải nhớ Quý vị nghe những đức nói chuyện Nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu Tại sao xuyên qua những chỗ này Vì những chỗ này sẽ hướng đến chỗ nhất môn đó Quý vị phải nhớ rằng Pháp môn tịnh độ Chúng ta đọc dùng kinh A Di Đà Phật dạy có một câu đoạn Không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về thế giới cực lạc Thiện căn là gì? Đầu tiên thiện căn Chúng ta nói thiện căn là người có duyên gặp được Phật Pháp Chưa chắc như vậy thiện căn xác thực trong kinh Phật dạy thiện căn là cái gì? Thiện căn là lòng tin. Con người này gặp có môn tịnh độ tin không nghi, đây gọi là thiện căn. Có những người học Phật cả cuộc đời đều là nghi lờ Phật dạy. Người này chỉ có thể gặp Phật pháp không có thiện căn. Thiện căn là tin không nghi Cả cuộc đời nhất môn mà tu không nghi ngờ Phước đức là gì Chúng ta nói phước đức là người đó có tiền Giàu có Ở nhà cao cửa rộng Đi xe xịn được nhiều người cung kính Chưa chặt Phước đức trong kinh giáo Phật dạy là gì Là tâm thanh tịnh Người có phước đức thường sanh Niềm quan hỷ Thường sống vui vẻ Không có lo âu sợ hãi Thường sống bình yên Đây gọi là người có phước đức Ai chọn cái phước giàu mà khổ Giàu mà làm nô lệ cho tiền Làm ông chủ mà ăn không ngon ngủ không yên Mỗi ngày phải uống thuốc an thần Ai chọn cái phước đức này Cái phước đức này là cái khổ càng lớn Giống như người xưa nói cái câu là Thiền to gió lớn Không ai đi chọn cái phước đức đó cả Nên phước đức trong kinh giáo trí tuệ của Phật dạy là tâm thanh tịnh không bị bụi trần làm ô nhiễm sống trong cõi trần nhưng không bị đắm mê vào cõi trần đây gọi là người có phước đức đó gọi là thiện căn phước đức nhân duyên quý vị coi người có được hai câu trước thì duyên vô cùng thù thần nhân duyên rất thù thần tiếp xúc với ai người ta cũng mến thường khi làm việc gì vô cùng nhiệt tình đây gọi là có duyên Đã có duyên làm được việc đó Nhưng cuối cùng bị đoạn duyên Trong lòng nghĩ rằng tại sao Tôi không có cơ hội lại được làm Bạn đã có cơ hội quá nhiều rồi Làm thì bỏ bê Làm thì không có trách nhiệm Cuối cùng bạn mất đi cơ hội bạn trách ai Con người có trí tuệ Ai chọn một con người không có trách nhiệm Thà chọn một người dở mà có trách nhiệm Người ta có thể chỉ bạn và bạn có thể nhiệt tình Người ta nhìn được chỗ này thì gọi là có duyên Còn bạn có công việc làm nhưng làm thì bê tha bỏ bê Muốn làm thì làm, muốn nghĩ thì nghĩ Từ nơi đó gọi là không có duyên Nhưng chỗ này vô cùng quan trọng Vô cùng là quan trọng Con người sống mà không nghe những chỗ này Thì quý vị suy nghĩ cả cuộc đời quý vị cũng không đứng lên nổi có người tại sao thất nghiệp Vì bạn không có duyên Làm không có trách nhiệm Làm việc gì muốn làm thì làm Muốn nghĩ thì nghĩ Ai tin tưởng bạn Ai tin tưởng Không ai tin tưởng bạn cả Quý vị biết rằng những đức có thể lo cho 300 người Nếu những đức là người như vậy Quý vị không có cháo mà húp nữa Đừng nói là có cơm ăn Quý vị suy nghĩ nếu người ta không tin tưởng chùa mình những đức ở một nơi không đi đâu mà cuộc sống như vậy à tổ chức một chương trình không dính dáng bất cứ một người nào đều là mình tự mình sắp xếp không có dính một vị hộ pháp nào mà nói dông do tam quốc gì cả quý vị làm việc với một người như vậy người dưới tay còn chưa hiểu sao những đức đã từng làm việc nhưng Đức thấy nhiều vị chủ trì đều là bị hộ pháp quay vòng vòng Người hộ pháp nói như thế nào phải nghe như vậy Vì sao người ta đưa tiền cho mình mà mình không nghe làm sao được Hôm nay chúng ta không dính dáng ai cả Hộ pháp chúng ta là ai Thật sự mà nói cùng làm việc chung với Phật A Di Đà Từ nào đó tất cả những vị đến chùa chúng ta đều là những người có tâm tu Đến với nhau không cầu danh cầu tiếng đều là một tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc Nếu trong chùa này những đức dính nhiều Phật tử Thì trong chùa này người xuất gia, hàng cư sĩ, binh nữ Quý vị sẽ biết cái cảnh Kẻ nói ra, người nói vào quý vị sống cũng rất là bất an Đây là đại nhân duyên đó phải biết nắm bắt cơ hội nên những đức nói rằng khi làm việc gì phải nhiệt tình. Từ một việc nhỏ nhiệt tình sẽ thành công được việc lớn. Đừng bao giờ nói rằng việc nhỏ này tôi không cần nhiệt tình, việc lớn tôi mới nhiệt tình. Ai cho bạn cơ hội làm việc lớn? Trong khi việc nhỏ còn không nhiệt tình, ai cho cơ hội mình làm việc lớn nhiệt tình? Quý vị thấy lớp 1 quan trọng hay không? Lớp lá quan trọng hay không? Vô cùng là quan trọng, quan trọng nhất của cuộc đời con người là lớp gì? cái lớp đầu tiên nhất mới đến trường đó ngày xưa những đứa đi học thì là lớp 1 bây giờ những đứa nghe nói lớp chòi lớp lá vậy đó lớp đó là lớp quan trọng nhất vì sao nền móng quan đầu lót từ lớp đó con người ta hôm nay không bao giờ chú trọng nền móng đó nên không có nhân tài xuất hiện cho đất nước phải nhớ những cái lớp đó phải chú trọng trẻ em dạy từ lúc đó là quan trọng nhất đừng bao giờ nói rằng lớn lên mới dạy lớn lên làm sao dạy lớn lên không biết nghe lời làm sao dạy lớn lên ham chơi làm sao dạy thí dụ như một thanh niên này ở gia đình cha mẹ muốn mua cho một món đồ mà cha mẹ còn không mua cho người thanh niên này hỏi tại sao cha mẹ không mua món đồ này cho con người cha người mẹ nói rằng cha mẹ không tin con vì thấy con rất mê chơi cha mẹ không tin chỉ có một món đồ mà cha mẹ đã không tin mình như vậy thì sự nghiệp của cha mẹ để lại cho ai để lại cho con nhưng tại sao bây giờ cha mẹ không tin con vì cha mẹ muốn rèn luyện con trưởng thành sau này cha mẹ sẽ giao của cải cho con vì gia tài này là của con nhưng bây giờ con rất mê chơi cha mẹ phải kèm kẹp con để sau này con nên người đó là chỗ tâm tư của cha mẹ thương con nếu người con này hiểu thì người con này sẽ phát huy Không hiểu thì trách tại sao cha mẹ đối xử với mình như vậy Bất công với mình như vậy Bạn bè trong lớp ai cũng có của cải như vậy Người cha người mẹ nói rằng ai cũng có của cải như vậy Nên ai cũng hư hết Cha mẹ không muốn con hư nên cha mẹ không muốn con như vậy Cha mẹ nhìn được giáo dục là chỗ quan trọng Con cố gắng kiên trì đi Sau này gia tài này sẽ là của con Lúc đó con đủ năng lực cầm được của cả gia tài rồi thì tư quyền con quyết định, còn bây giờ thì để cho cha mẹ quyết định. Vì sao? Vì con còn dại khờ lắm, còn mê chơi lắm. Nên người con mà hiểu biết thì thấy tâm tư cha mẹ từ bi. Sau này khi cha mẹ mất đi thì chúng ta muốn tìm lại những giây phút đó tìm không ra. Nhưng nhiều người con bây giờ luôn luôn trách hờn cha mẹ, vì sao không cho tôi được thoải mái? Con người thoải mái nên vào trong tù ở đó. Mình muốn bay tặng hư không Thì chúng ta phải luôn luôn bị người ta kèm kẹp Để ghen mình trở thành một năng lực Lúc đó chúng ta muốn bay đâu thì bay Cơ hội bay vẫn là nhiều về sao Còn nhất thờ bay thì chúng ta té xuống Chúng ta sẽ chết chặt Con người hôm nay Vừa mới biết đi là muốn bay rồi Nên cuối cùng là té chết Nếu tuổi trẻ không học chỗ này Thì nhất định những đức cũng sẽ bay nhưng những đức đưa lên một quy định cho mình tuyệt đối không bày Về thế giới cực lạc mới bày Về thế giới cực lạc mới không có lũ đạn nổ Ở ta bà này rất nhiều lũ đạn bay bậy bạ lũ đạn nổ banh xác Biết được như vậy thì ẩn cư một nơi lo niệm Phật vâng. Chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng người bên cạnh Nhưng không bao giờ nhận thức để học tập đi tìm học những cái gì bao nhiêu quyển sách là chỗ hành trì hành trì đã nói rõ ra như vậy mà đi tìm đi tìm văn tự đúng là thích phù phiếm hành trì đã thành công điểm nào cũng thành công như vậy mà còn chưa thấy được không phục không phục thì bạn khổ đi bạn đi tìm văn tự phù phím mà chính bạn cũng không làm được không chịu nhận thức chỗ thật chắc chỗ thật chắc là quý vị thấy 700 người mù mù mà người ta nói chuyện còn ngồi im re như vậy không dám đi tiểu thì quý vị suy nghĩ rằng phương pháp nói chuyện này có đặc sắc hay không những đức đánh từ tâm lý người mù là không thấy được như vậy thì cái giác quan của họ là phát huy từ đâu lỗ tai nên nhất định âm thanh phải chuẩn lời nói phải vui từ nào đó mới nói chuyện người mù ngồi nghe im re như vậy vui vẻ quan hệ như vậy còn nếu những đức lên tụng kinh cho người mù nghe Thì quý vị sẽ nghĩ sao Thì người mù sẽ ngủ và bỏ đi Đạo tràng sẽ loạn Quý vị coi 700 người mù ngồi im re như vậy Là ngay chỗ nào đánh được tâm lý Ngay nhĩ căng của người mù Người mù là cần nghe Từ nơi đó âm thanh phải chuẩn Là nói phải vui Phải thu hút từ nơi đó người mù mới nghe được Đây gọi là phương pháp Tất cả những cái gì những đức làm đều nói rất rõ ràng Nhưng người bên cạnh đều không phục Không phục cũng không có hề hắn gì Bạn cũng đều phải sống như vậy Bạn không phục thì bạn càng rất khổ Rất là khổ cả cuộc đời của bạn Phải nhớ Nên những đức thấy rằng tất cả những cái gì những đức học đều gọi là kinh nghiệm Không phải là văn tự phù phiếm Làm lâu ngày có kinh nghiệm nên những người trẻ đi vào chùa nghe như vậy cũng có tư tưởng đang đi học lớp 12 đại học Quý vị biết rằng cái lớp đó là gì? Là trên đầu móng tay để búng Không cần phải nói đến Hôm nay 12 đại học ra trường Khi gặp nói chuyện thì những đức thấy rằng Đúng là trẻ con còn biết đùa Chưa có gì gọi là trưởng thành cả Vì sao? Vì họ không học qua bài học của cuộc đời Luôn luôn sống trong dòng tay của mẹ lớn như vậy mà còn nằm trong noi thì làm sao trưởng thành được những đức nói xã hội hôm nay mà có chiến tranh đừng nên có vì sao cùng ôm nhau mà chết vì con người không có chí khí có một vị giáo sư này ông nói một câu rằng sữa bò để cho bò uống sữa dê để cho dê uống không phải để cho người uống con người mà đi uống cái thứ đó nhiều thì quý vị sẽ thành con đó sữa bò để cho bò uống vì sao vì ông chờ từ bi muốn cho con bò uống sữa bò nhiều để làm chi để nuôi đôi chân của bò chắc khi gặp những con vật dữ thì bò có thể chạy trốn được như vậy mà con người đi đem sữa bò cho con uống cuối cùng nuôi đôi chân mà không nuôi bộ não con cao tướng to nhưng chí nhỏ như con chí mén vậy đó nên thăng to nhưng người vô cùng là ngu si Quý vị công nhận không? Ngày xưa những đứa có miếng sữa nào uống sữa mẹ còn không có uống uống nước cơm muốn muốn bỏ mạng luôn. Nghèo tới mồi sữa đâu mà uống. Bây giờ quý vị coi con nít coi 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 không bự 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 con không à. Nhưng mà trí tuệ thì như thế nào? Vô cùng là kém cỏi. Quý vị càng cho uống thứ này thứ kia nhiều thì con mình càng ngu si, Giúp vọng càng phát triển nhanh. Không có lợi ích gì hết Chắc chắn là như vậy Không hiểu thì thôi, hiểu rồi thì biết Chỗ này những đức đọc sách gì Ngồi kiểm nghiệm qua từng đời Sẽ thấy Sẽ thấy Nên chúng ta nói rằng đời sau càng tệ hơn Đời sau tiếp tục càng tệ hơn nữa Nên xã hội này Tất cả các nước đừng bao giờ khởi động chiến tranh Vì sao khởi động chiến tranh là chết chùm Quý vị không có năng lực để chiến tranh Ngày xưa còn có năng lực phấn đấu để giữ nước Bây giờ đều dùng bom nguyên tử để giết nhau Nên đừng bao giờ ngu si khởi động chiến tranh Đó là tự giết nhau mà thôi Không hay ho gì cả Nên người trí nên sống trong thờ Thái Bình Mỗi một đất nước tự mà biết lo của đất nước mình Như vậy thì là kẻ chi Đừng nên xâm phạm lãnh thổ của nhà Không hay ho gì hết từ đó quý vị biết rằng là trí tuệ của người xưa rất là cao thầm Người mà chịu tiếp nhận trí tuệ của người xưa thì cuộc đời chúng ta rất là vui, rất là hạnh phúc Quý vị có thể ngồi trong rừng sâu cũng vô cùng là vui, hạnh phúc Vì sao? Vì tiếp nhận trí tuệ của người xưa Có được một chút này đã có sự an lạc rồi Không phải là một con người khù khờ một con người vô cùng hoạt bát dù là quý vị chỉ có lớp 1 không học chữ nào cũng là một người đối thoại rất đặc biệt bậc đại học vẫn là ngớ người ngồi im đó vì sao tất cả cái sở học của họ đều là trong sách ghi sẵn rồi chỉ cần đọc qua thì thấy văn tự còn cái sở học của người không biết chữ toàn bộ là hành trì hành trì thì trong sách không có ghi từ nơi đó sách của đại học ghi văn tự giải rõ ràng trong trường còn chỗ hành trì thì chỗ này là gì là thật chắc cuối cùng nghe hành trì thì đại học phải ngồi im đó mà lắng nghe quý vị phải biết được rằng dạy con là dạy cái gì cho con đi học là đúng nhưng cho con cái gì cho con năng lực là càng đúng rèn luyện con mình năng lực nên thanh niên mà có tư tưởng thì sống nhất định là có tầm vóc cao nhận thức còn nếu thanh niên mà không có hướng đi rõ ràng thì chắc chắn rằng là cả nô lệ cho đồng tiền cuối cùng đối với anh em thì dành của sống cuộc đời làm thăng đi thịt chạy Làm cục thịt biết bò Quý vị suy nghĩ Người đi tu nghe như vậy Nên những đức nói rằng Hôm nay quý vị có con em Chuẩn bị đi tu chúng ta rất lo Câu này nói nhiều lần Thà ở ngoài đời làm kẻ bại hoại Không ảnh hưởng gì đến đạo Pháp Đi vào chùa làm kẻ bại hoại Sẽ ảnh hưởng Phật Pháp Ảnh hưởng Phật Pháp thì đỏ là không có ngày ra Quý vị tìm đâu ra một nơi có tiêu chuẩn giáo dục Từ nơi đó con em mình phát tâm đi tu Dài ba năm sau con em mình còn hư hơn ở nhà Vì sao? Vì cuộc sống quá phong phú Người tu luôn luôn được người cung phụng Nên cuối cùng mắc đạo là ngay chỗ này Những đức giảng pháp xong tranh thủ đi về bên phòng Coi đồng hồ bao nhiêu 11 giờ những đức nhìn từ 11 giờ cho tới 12 giờ còn một tiếng đồng hồ phải tranh thủ giặt ba bộ đồ liền để buổi chiều chúng ta còn giảng pháp nữa sắp xếp ra thời gian cho mình để có thời gian niệm phật có thời gian tu và mình thấy một bà cô lớn tuổi nếu để bà giặt đồ hoàn toàn những đứa ngồi suy nghĩ nếu mai mốt bà chết đi ai giặt đồ cho mình nên những đức phải lo giặt đồ cho mình khi giặt đồ thì thấy phật pháp ở trong bộ đồ nếu không giặt đồ làm sao biết được Giặt bộ đồ mỏi tay như vậy Đều là để cho người ta giặt Nên người xuất gia bây giờ tu hành được một chút Thì toàn bộ có người phục vụ Nên họ trở thành lười biếng ngủ ga ngủ gạt Từ nơi đó thì làm sao có đạo pháp Nếu không giặt đồ Không biết tắm Không không biết làm ra miếng ăn Thì làm sao biết cái giá trị của cuộc sống Giá trị của cuộc sống là Phật Pháp đó Nên Phật nói trong kinh rằng Phật Pháp là gì? Là cuộc sống hàng ngày Niệm Phật là niệm như thế nào? Đi đứng nằm ngồi, nói năng hành động, niệm một câu ai với Đạo Phật. Đây gọi là công phu. Oh. Ai nấu cơm cho bạn ăn? Bạn có cảm giác nấu cơm hay không? Bạn có lên chánh điện tu biết được cảm giác trên chánh điện tu hay không? Bạn đi giặt đồ biết cảm giác giặt đồ hay không? Bạn đi kiếm tiền biết cảm giác kiếm tiền hay không? Bạn đổ bao nhiêu giọt mồ hôi đi kiếm được bao nhiêu tiền bạn biết chưa? Từ nào đó phải biết hết rồi cuối cùng thì học Phật Pháp, Pháp được Còn nếu con người này không sức một miếng bồ hôi Ngủ thì ngủ trong máy lạnh Mỗi ngày sống có người bưng cơm đến cho ăn Như vậy thì biết cảm giác gì cái khổ của người khác Nên Phật Pháp, Pháp là gì? Cuộc sống hàng ngày Hướng đến chỗ nhất môn sẽ có nhiều người thành tựu Học được nhất môn sẽ phát sinh trí tuệ Chắc chắn là như vậy Mười năm nay những đức học Phật chuyên sâu niệm Phật Một bộ kinh vô lượng thọ Một câu ái với đạo Phật tới cùng Suốt cuộc đời Sẽ đến một ngày nào Nhưng không có ngày đó Vì sao Vì kinh vô lượng thọ Phật đã quyền ký Khi Giáo Pháp Đức Thế Tôn Kinh giáo diệt tặng Kinh Vô Lượng Thọ còn lưu hành lại thêm 100 năm Chúng ta không nên bỏ bộ Kinh Vô Lượng Thọ sớm như vậy Nếu bỏ bộ Kinh Vô Lượng Thọ sớm Thì chắc chắn giáo Pháp sẽ diệt tận sớm Vì Kinh Giáo Phật đã quyền ký như vậy Nên Kinh Vô Lượng Thọ nhất định phải truyền ba Không được bỏ Kinh Vô Lượng Thọ Vì Kinh Vô Lượng Thọ là thế giới cực lạc Nếu bỏ Kinh Vô Lượng Thọ Thì người niệm Phật không có cảm giác cầu sanh cực lạc từ nơi đó không được buông kinh vô lượng thọ Từ khi tới tuổi già không đọc kinh được tín nguyện nó đầy đủ rồi Thì nhất tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc là đúng Còn đạo tràng nên hoàn truyền kinh vô lượng thọ Đúng như là quyền ký của Thái Tôn đã quyền ký Nên Pháp môn tịnh độ này chư tổ nói rằng Càng về sau càng phù hợp Vì sao? Vì khi giáo Pháp diệt tặng kinh vô lượng thọ lưu hành 100 năm khi qua 100 năm kinh vô lượng thọ Cũng diệt tặng như vậy Thì còn lưu truyền cái gì Lưu truyền câu A Di Đà Phật đó <laughs> Chúng ta nắm rõ ràng rồi Thì tu hành nhất định sẽ có sự kiên trì Quý vị nghe lời của nhị tổ tịnh độ tông Là Phật A Di Đà quá thăng là ngài thiện đạo đại sư ngài dạy nè nếu bỏ chuyên niệm mà tu sen tạp những hạnh khác thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn kẻ vãng sanh bởi tại sao vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm vì không hợp với bản nguyện của phật a di đà vì trái với kinh giáo và lờ phật thánh vì sự hệ niệm không nói tiếp nhau vì tâm không thường nhớ ơn phật vì ti hành đạo mà tường tương ưng với danh lợi Vì thích theo duyên tạp làm chướng chánh hạnh vãng sanh của mình và người Quý vị thấy như vậy thì cần chiên hay không? Người nếu chuyên niệm Phật Thì vạn người tu thành tụ vạn người Người mà tu sen tạo Thì vạn người chỉ tìm ra ba bốn người được giảng sanh Mà ba bốn người này trong hàng vạn đó là ba bốn người không tạp Thầy Lý Vĩnh Nam cũng dạy như vậy Tổ tổ tuy khác thời đại Nhưng ý nghĩa dạy thì cung là một hương Quý vị coi lời tổ như vậy rồi Thì chúng ta khởi tính tâm chắc lắm Làm sao các phòng phu chúng ta mà so được với các vị tổ sư này Thiện đạo đại sư là Phật Ai Di Đà quá thân đó Những đức càng học tịnh độ Những đức càng hưng khởi vô cùng trong tâm mình Quý vị biết bây giờ trong tâm những đức như thế nào hay không? Cái cảm giác tình độ đến mức nào hay không? Nên ngăn lại đó. Cảm giác trang ngập sự an lạc quan hỷ, Nếu có cảm giác về tịnh độ và niệm Phật thì quý vị sẽ có cảm giác đó đó. Tuyệt lắm. Đã là thường an vui như vậy thì làm sao sanh phiền não. Dù có sanh phiền não một số cảnh viên của cõi trần nhưng nhờ sự an lạc đó Nên dập tan phiền não rắc sơn Phải chuyên tu Phải nhớ muốn thành công Thì phải chuyên dứt một câu Phật hiệu Lờ của nhị tổ dạy Gần đây hàng đạo tục Kiến giải không đồng Kẻ thích chuyên tu Người ưa tạp hạnh Xin khuyên nhắc Nếu chuyên niệm Phật Tất 10 người đều được vãng sanh như tạp tu mà không trí tâm thì trong ngàn người khó mong được một nguyện tất cả đều nên chính chắn tự xì xét kỹ lại người niệm phật đi đừng nằm ngồi phải cố gắng nhiếp tâm ngày đêm chớ rờ thánh hiệu thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng như thế tới lúc mãn phần Niệm trước vừa thọ chung Niệm sau liền sanh cực lạc Từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui Pháp lạc vô vi cho đến khi thành Phật Há chẳng đáng mừng ứ Đại sư cũng từng dạy phương pháp Giữ vững chánh niệm Trong lúc lâm chung như sao Lờ của Đại sư Thiện Đạo ngày dạy sâu sắc như vậy đó Đi đứng nằm ngồi nên niệm Phật đi Y rang lời của tổ dạy Ăn tổ là tổ sư thứ 13 của tịnh Độ Tông Đây là nhị tổ của tịnh Độ Tông Là vị tổ thứ hai Cũng là dạy như vậy Đi đứng nằm ngồi niệm một câu ai cho Đạo Phật Ta không học theo những vị này thì học theo ai Ngài nói gần đây có nhiều người Kiến giải không đồng Kẻ thì thích viên tu Người ưa tạp hạnh Thì Ngài nói rằng là Bây giờ tôi khuyên nhắc nè nếu chuyên niệm Phật tất 10 người đều được vãng sanh. 10 người đều được vãng sanh như vậy thì vạn người thì vãng sanh vạn người. Còn nếu như tạp tu mà không chí tâm thì trong ngàn người khó mong được một đó chuẩn rồi đó quý vị. Học một tiêu chuẩn đó. Như vậy thì chọn đi chuyên hay tạp. Có người nói rằng Một câu ai chưa Đạo Phật chưa đủ sám hối Bạn không đủ sức niệm đó Chứ đừng nói là không đủ sám hối Quý vị có phá thai 100 lần đi chăng nữa Nếu quý vị mà chịu niệm câu Phật hiệu này Thì nhất định là chuyển nghiệp Tạo tội ngũ nghịch trọng tội Tạo tội nặng như vua A Xà Thế Ông còn niệm Phật giảng sanh Thượng phẩm chung sanh kìa Quý vị phá thai tội còn nhẹ hơn ngủ nghịch trọng tội Từ nơi đó phá thai nhiều lần Những đức khuyên những người phá thai Phương pháp để tiêu trừ nghiệp chướng Không bị đỏ địa ngục là phương pháp nào Niệm một câu Phật hiệu Quyết chí cầu sanh cực lạc dù đau khổ cỡ nào Con cái ngỗ nghịch ông chồng chửi mắng hắt hủi cỡ nào Nhưng hôm nay con biết Phật pháp rồi nếu bây giờ con không quyết tâm cầu sanh cực lạc Nhất định con sẽ đọa địa ngục không có ngày ra Nên bây giờ con phải lo cái huệ mạng cho con Con chấp nhận trả nợ quyết tâm niệm Phật Một tiêu chuẩn nhất là chấp nhận trả nợ niệm Phật cầu sanh cực lạc Phải có tiêu chuẩn như vậy Đây là phương hướng Phương hướng để giải thoát Bỏ phương hướng này quý bị chạy theo ngoại cảnh Thì bị bị sẽ bị đọa lạc đó Đọa lạc thì quý bị cứu được ai Bây giờ nói ông chồng không nghe, nói con không nghe, nói người thân không nghe Như vậy thì ta tự nói ta để cùng niệm Phật Để ta được giảng sanh đi Ta được giảng sanh rồi mới đủ năng lực trở lại độ họ Còn bây giờ kéo theo như vậy thì cả đám đi xuống hết Ai cũng ở dưới biển thì ai cứu ai lên biển Tự chọn một phương hướng cho mình đi Phật dạy rằng độ người có thời gian không Có một sớm một chiều mà được đâu Điều là có thời gian những đức đọc trong kinh giáo có một công đoạn Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Thì có một người này đến xin được xuất gia Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác Biết được căn cơ người này Đức Thế Tôn kêu người này qua gặp các vị A-la-hán đệ tử của Đức Thế Tôn Nói với các bậc A-la-hán rằng coi người này coi có nhân duyên với Phật Pháp hay không Thì những vị A-la-hán này có thể nhìn trước 500 kiếp sau 500 kiếp Trước 500 kiếp sau 500 kiếp ông này không có duyên với Phật Pháp chút nào hết Thì những vị A-la-hán này nói rằng Bạch Đức Thế Tôn Người này không có duyên với Phật Pháp làm sao tu hành được Đức Phật nói có Vô lượng kiếp trước người này có một lần là một vị tiều vu đi vào trong rừng đống củi Ông bị một con cọp đuổi dược ông, ông chạy, ông leo lên cây Ông leo lên cây, ông niệm một câu Nam Mô Phật Chỉ có đúng một câu như vậy thôi Như vậy mà nhân duyên chủng tử đó tới ngày hôm nay đã chín mùi Gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sức gia cho ông, ông tu đạo chứng quả A-la-hán à Nên những đức phiên mọi người đi ra chợ cầm một chiếc máy niệm Phật đi một dòng chợ, đừng bao giờ sợ người cười. Đây là tu đại công đại đức. Nếu sợ người cười thì chúng ta đem con chó cưng đi theo, cho nó đeo chiếc máy niệm Phật cho con chó này tù vượt. Mong cho nhiều người nghe câu Phật hiệu để làm chi? Để tương lai thành Phật khi một đời quá khứ nào chính mùi. Nhân duyên đó kết chúng ta ở thế giới cực lạc trở lại ta bà Độ sanh thì bao nhiêu chúng sanh chịu học tập với chúng ta Điều là tính con đường dai đừng bao giờ gấp gáp Tất cả những người đang tu đừng gấp gáp Phải kiên trì rèn mình đi Người thân mình nếu không tu thì thôi ta lo tu Đừng bao giờ nặng nề như vậy thì là kẻ chí Có góc độ nhìn sâu sắc lâu dài Người niệm Phật khi sắp mãn phần Muốn được Sanh về tịnh độ Thì điểm cần Yếu là đừng nên sợ chết Các cụ nghe nghe không Đây là tổ sư Của tịnh độ tông Nhị tổ là Phật A Di Đà Quá tăng ngày nói đó Người niệm Phật nếu muốn được giảng sanh Về thế giới cực lạc Thì tôi phiên tất cả những người Niệm Phật này đừng nên sợ chết Vì khi sợ chết là đánh mất chánh niệm Hiểu không? Sợ chết là đánh mất chánh niệm Muốn cặn tử nghiệp không sợ chết Thì lúc còn sống rèn luyện đừng sợ chết Bây giờ suy nghĩ kỹ Hôm qua những Đức nói một câu Danh từ chết là danh từ phổ thông Đã nói là danh từ phổ thông mà đi sợ chữ chết Đúng ra phải ghi chữ chết Luôn luôn để trong cái bóp tiền Lúc nào lấy tiền ra thì sẽ thấy chữ chết Để chính mình đừng tham tiền, đừng nên tham của cải thế gian Vì chữ chết là phổ thông Đã là danh từ phổ thông mà đi sợ danh từ phổ thông Phổ thông là phổ biến Từ nơi đó chữ chết không có gì sợ Chúng ta phải rèn đừng sợ chết thì niệm Phật mới được giảng sạch Nhị tổ của tịnh Độ Tông dạy như vậy Ngài giải tiếp nè phải thường nghĩ thân này nhơ nhuốc Biết bao điều khổ lị Chói vây Nếu bỏ được thân quyển hôi dơ Sanh về cực lạc thọ thân kim can thanh tịnh Sẽ thoát khỏi lưng hồi khổ thú Hưởng vô lượng sự an vui Ví như bỏ chiếc áo cũ rách Đội lấy đồ chăn phục Còn điều chi đáng thích ý bằng nghĩ như thế buông hẳn thăng tâm không còn lo buồn tham luyến hay quá quý vị ơi thiệt là hay bởi vì bởi vì học tịnh độ mà không đào những chỗ này học thì quý vị biết tìm văn tự đâu ra mà văn tự hay như vậy những đức lọ mọ lọ mọ mà những đứa cái đi đọc những cái văn tự này rồi làm dấu từng đoạn từng đoạn để đọc cho quý vị nghe quá hay mà lời tổ dạy nó không phải là lời bình thường đây là lời Phật dạy á à, Hay như vậy đó quý vị thấy Cái thân này nó nhơ nhuốc gì đâu quý vị coi đi hồi một ngày mà phải sói tắm mấy lần Không tắm là nó thúi âm Bao nhiêu là cái lỗ chân lông nó tiết ra bao nhiêu chất hôi Quý vị coi đi Tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông nó tiết ra bao nhiêu chất mồ hôi Đã nói là mồ hôi là hôi Đó, Mồ hôi mà không hôi thì sao kêu là mồ hôi Mồ là thấp nhất, hôi là dơ nhất Đó là thứ dơ nhất Kế đó quý vị coi Bao nhiêu lỗ tiết ra những thứ dơ giấy Lỗ tai tiết ra cái gì Phân trong lỗ tai Dơ vô cùng vậy mà móc ra còn ngửi nữa Lỗ mũi tiết ra cái gì Phân lỗ mũi móc rồi thì coi Không tin coi phải phân mũi hay không hỉ ra thì mũi rồi xong chùi vào đồ có nhiều bà ở dư khi mà con sổ mũi lỡ vuốt lỡ mũi con cái bắt đầu là hắt có cái bà kia bà nấu cái nồi canh chua xong á bà hỉ mũi con bà hắt cái cái cục mũi nó văng vô nồi canh chua chút cái ông khách kia ông ăn ông vớt ngay cục mũi ông nói cái cục mỡ gì mà nó chân chân ngộ ông nói, bà nói rằng mỡ này mỡ heo ngon lắm đừng có nhai bỏ vào miệng nuốt giọng đi thấy <laughs> chỗ dơ lắm có nhiều bà chú quê bỏ dơ dữ lắm không có giỡn đâu nghĩa là tay chân bóc mũi xong nó vô tiếp tục vô cơm vô gạo nên những đức nói mấy cái cô mà gọt đồ ăn là phải mang bao tay những đức mà thấy mà không mang bao tay những đức gõ sưng tay cho mà biết Bịch khẩu trang lại nói chuyện cười dễ mà không bịt khẩu trang văng nước bọt vào trong thức ăn thì sao nó thấy không phải làm cho rõ ràng nó còn do gạo phải rửa tay cho sạch sẽ nghe. mấy bà mà tới ngày tới tháng mấy bà mà không rửa tay sạch sẽ chưa tăng ăn giết đớ miệng hết đấy. nghe chưa nói rõ quá rồi thời đại hôm nay mà nói không rõ quý vị biết rằng con người ta nó mù mờ không biết cái gì chứ nghe nên tại sao mà chiếc máy những đức mà nó nó hút như vậy vì nó rõ dễ hiểu đúng không con người trí cạn mà phước mỏng mà nên phải nói rõ nó rõ mà còn chưa chịu làm đúng không phải nói vậy mới giữ được phước hay không chứ không thôi là mấy bà bày hay đó nó đàn bà có nhiều bà kỹ lắm còn nhiều bà bày hay lắm nên nhìn đàn bà mà nhìn bộ đồ cái quần cái mông là biết đàn bà ở dơ đi đâu mà thấy cái mông mà một bệt đắt là biết đụng đâu cũng ngồi là đàn bà ở dơ đó biết không đứng lên là vũi bụi bay tùm lum hết chân đó là ở dơ nên khi người ta ngồi là người ta lấy cái ghế ta ngồi lên cái gì cho đàng hoàng đâu phải là ngồi đâu cũng bẹp 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 ngồi nó đàn bà là phải kỹ lưỡng Tại vì cái thân mình dơ nên mới nói là đàn bà kỹ lưỡng Còn đàn ông thì đỡ dơ nên ít ai nói đàn ông phải sạch sẽ Mà người ta thường nói đàn bà quá sạch sẽ là vì sao? Vì đàn bà ở dơ quá Đàn bà là nhiều thứ dơ nên người ta nói là đàn bà quá sạch sẽ Đúng không? Ồ, à, rõ ràng mà Nên nhiều thứ dơ mà từ nơi đó phải kỹ lưỡng nghe không? Phải giữ được cái phước Thân người nhơ nhút Học cái này làm sao mà học hết được Thời gian buổi sáng thì có mấy chục phút thôi nó từ nó đó học hay lắm rất là thích nó rất là mong quý vị gặp được tịnh độ mới nắm cho chắc nghe đây là đại phước đại duyên đó gặp tịnh độ là thù thắng đó dù ngày xưa tạo nghiệp gì đi chăng nữa bây giờ chỉ cần gặp tịnh độ là đại phước rồi đó đây là cơ hội giải thoát một đời đó nghe cố gắng a di đà phật Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ a à, di đà phật a à, di đà phật a à, di đà phật à, A di đà phật. 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 A di đà.

A à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật